Ăn ít ăn nhiều không cần biết mà phải ăn. Hồi sáng ăn trái chuối, bây giờ ăn melon, chiều ăn trái bơm là ba loại, ăn phô mai nữa ơi. Nãy ăn cái gì mướp tây với lại cà rốt, thấy không? Ăn là phải thịt gà, cá đồ đầy đủ dinh dưỡng rồi nha cả nhà. Ở Việt Nam là thịt gà là ngon nhất, thịt gà nó dai, thịt nó dai mà nó thơm. Được, gà mà gà nuôi trong vườn đó nha, đừng có nuôi gà công nghiệp nha, gà công nghiệp ăn cũng không ngon nữa. Quá ngon luôn, quá hấp dẫn luôn, nó ngọt mà nó ngọt thanh luôn á. Nó ngọt như đường luôn, ăn ăn mà ngán luôn à. Tại nó chín cây trái này, nó chín quá nè. Ăn đủ rồi, không ăn nữa. Mình ăn thưởng thức thôi chứ. Đúng anh đệ, ăn nhiều quá anh đệ anh sợ thấy anh chờ hả? Nhà em nuôi gà bằng cơm, cám gạo trộn bã rượu. Gà đó là ngon á. Ngon á công chúa Thanh Trần. Công chúa Thanh Trần ở đâu nè? Ở đâu nè? Ở đâu bữa nói quên mất tiêu rồi. Gà đó ăn mới ngon á, gà đó mà ăn vô là thôi á, thịt nó thơm gì đâu luôn, nó thơm mùi rượu nè. Công chúa trên thần chắc ở trên ở ngoài Bắc quá. Ninh Bình, Ninh Bình đẹp lắm á, Ninh Bình phong cảnh Ninh Bình đẹp lắm á, đúng không? Ninh Bình là đẹp thơ mộng nữa. Từ Sài Gòn ra Ninh Bình nhiêu cây số hả? Hả công chúa anh đệ, từ Ninh Bình ra công ra Sài Gòn nhiêu cây số? Ok anh đệ, chúc anh đệ đi lòm vui vẻ ngon, đi lòm kiếm tiền. Ok anh đệ, bye bye anh đệ nha, ngày mai gặp nha. Cái gì từ Sài Gòn mà đi ra Ninh Bình là 2000 cây số hả? Chúc anh đợi đi lòm vui vẻ nha, lúa vô nhiều nhiều nha anh đệ nhon. 2000 cái số chạy mấy ngày tới trời, 2000 cái số đi nhé idol ơi. Ok anh đệ, bye bye anh đệ, chúc anh đệ tiền vô như nước nha, tiền ra nhỏ giọt nha. 2000 chắc đi chắc 2 ngày, chắc ngày rưỡi quá. Chắc đi 2000 cái số đi máy bay chứ đi cái gì. Rồi bay bay anh đệ. Ảnh còn liên tiếp nữa chứ. Liên tiếp Thanh Trần đúng không? Liên tiếp công chúa Thanh Trần. Đi 2000 cái số đi máy bay mới tới, mới mau tới chứ đi xe biết nào tới. Ở Ninh Bình có sân bay không công chúa? Thôi mình chọn cái này cái ta. Ninh Bình có sân bay không? Chỗ em có tàu lửa. Ồ, chỗ em không có sân bay hả? Vậy đi ra Hà Nội. Ra Hà Nội mới bắt đầu đón máy bay Hà Nội. Hay là đón máy, đi máy bay ra Vinh cũng được nữa. Ra thành phố Vinh á. Rồi bắt đầu mới đi.